ba mỹ nhân của penthouse. Thôi, mình cũng chỉ mong là bằng tuổi các chị thì cũng được trẻ như thế này thôi. Tìm mãi mới ra bí quyết làm thế nào để trẻ như ba mỹ nhân này nhá. Cùng xem nhá. Chị vợ cả Lizia, 42 tuổi, tập Pilates để giữ dáng thon gọn và đôi chân hoàn mỹ. Cô ấy tập Pilates lúc không đóng phim và duy trì bộ môn này 5 năm rồi đấy. Bảo sao mà tóc dáng thon gọn mảnh mai, không mỡ thừa chứ. Nàng tiểu tam nham hiểm nhất điện ảnh Hàn Quốc Kim So-yeon, 40 tuổi mà vẫn trẻ như thế này là nhờ dưỡng da tại nhà đấy. 40 tuổi mà vóc dáng vẫn như thế này thì đỉnh của chóp là do cô ấy luôn massage trong lúc dưỡng da để da mặt căng lên, giảm nếp nhăn, săn chắc và thúc đẩy tuần hoàn máu. Ngoài ra thì đây cũng là cách để giúp chống lão hóa rất hiệu quả. Cô nàng hiếu chiến Eugene dưỡng da bằng khăn ấm. Sau khi làm sạch da, lau toner và kem dưỡng thì Eugene sẽ đắp khăn ấm lên mặt để kích thích cái lỗ chân lông mở to ra thì da có thể hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt. Đợi 5 phút sau đó thì cô ấy sẽ dùng dưỡng tiếp và cuối cùng thì cô ấy dùng khăn đá phủ lên trên để thu nhỏ lỗ chân lông và khóa dưỡng chất vừa hấp thụ trên da. À còn cái này nữa nhá, chế độ ăn uống ít đường, ít muối. Cái chế độ này thì cô ấy áp dụng lâu rồi và cô ấy sẽ ăn nhiều salad này. Cái món này thì sẽ giúp giảm cân rất là tốt nhá, giúp tiêu hóa và trao đổi chất, giảm muối và đường, còn có tác dụng là chống lão hóa và giảm nếp nhăn. Nhớ làm theo nhá. Follow kênh TikTok của Thu để biết thêm nhiều bí quyết trẻ đẹp nhá.